Thấy chưa, lên cá bự nha các Đây, bạn. cá tra. Cá vừa hồ nha. Cá tra. Chết mẹ không mà sao giờ trời. Quay 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 em nè, quay sao anh đứng thì đó. Hoang để quay quay cái dạ dạ nhóm nhóm nó đi đừng có dùng. Ừ vậy đi. Rồi rồi giờ mới nè. Lên Rồi hàng nha, lên hàng nha. Coi công cần nè. Tôi nói y chang mà, đi chang mà thứ mà không dính này nào hầu là nó lên con thứ già đây nè. Căng đi đừng đừng có dùng. Má nó chị này nè. Xài dây gì vậy? Vậy mà bốn chấm của ta đâu sợ. Lữ nè em cũng không sợ luôn, độ má lữ inox mà mày. Thấy chưa, lên cá bự nha các đây, bạn. Cá tra. Cá vừa hồ nha. Cá tra. Chết mẹ không mà sao giờ trời. Quay 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 em nè, quay sao anh đứng. Thì hoang để quay quay cái dạ dạ nhóm nhóm nó đi đừng có dùng. Ừ vậy đi. Rồi rồi giờ mới nè. Lên rồi, hàng nha, lên hàng nha. Coi công cần nè. Tôi nói y chang mà, đi chang mà thứ mà không dính này nào hầu là nó lên con thứ già đây nè. Căng đi đừng đừng có dùng. Má nó chị này nè. Xài dây gì vậy? Vậy mà bốn chấm của ta đâu sợ. Lữ nè em cũng không sợ luôn, độ má lữ inox mà mày. Từ khi là mày vô lục bình mày thoát thôi. Rồi cá này cũng không bự không? Không bự, không bự gì mấy đâu. Cá nhưng này mà đủ cỡ công cần thôi. Giờ gram. Nè xây anh quay 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 cần như mẹ ơi. Quay cần rồi. Đó, vậy đó nha các bạn. Đó, đó. Giờ lên chưa? Lên đi, lên đi, lên đi. Chưa? Lên sự. Lên đi. Có mệt chứ hả? Lên đi. Xỉu rồi, kiểu đó xỉu rồi. Khơi hoài nha, đâu rồi lên tới đây bá nè. Khơi hoài nha. Ký à. Cá này có 1 ký à. Đừng có khơi với mình hoài nha. Lên đây, lên đây, lên đây bạn. Lên đây bạn. Của mình sớm giờ đưa con nha các bạn. Đâu giả anh coi. Tay nha, rồi 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 được rồi, mình nói y chang mà không rồi để cá xuống đi, để cá xuống đi, mình nói y chang không, thường mấy mấy cái cần mà nó không dính là hay dính thứ dữ không à, sớm tới giờ không có dính con cá rảnh cái hè nào chưa các bạn, cá vồ bóng đi, cá vồ xong nha, cá tra xong nha. Rồi, ok. Ok. Rồi, ngưng nha. Dạ. Ăn cá này các bạn. Nhịp nhịp đó. Các bạn thấy không? Lúc lúc không? Dứt. Ừ, lên hàng. Trời ơi, không để tôi chậm chậm xuống nước anh quay cảnh nữa thì gấp giật quá. Tới vô nha các bạn. Nè, cầm cần lên anh quay em luôn cho. Quay luôn hả? Nè. Cá bự ghê vậy. Cái rô đồng mà cái gì còn nữa rồi xe mặt ra đây. Ờ. Cá rô xong nha, cầm lên. Đứng rồi. Đó, cá rô xong nha các bạn. Cô đồng nha. Rồi gỡ đi. Rồi chụp đá đi luôn vậy. Tự rớt luôn rồi. Có một nghiệp cái nó kêu rồi. Hả? Cầm tay nó phao. Nhịp không ạ? Nó mà. Nó nhiều nghiệp chứ đó. Đang thử mồi á. Đang thử mồi. Có vừa miệng không? Thấy vỏ đủ cá luôn chứ. Thêm miếng cắt nghe.
đó được. Ăn vậy được. Không. Ta đồng ý kìa. Nằm xuống đó, tự nhiên cái nổ cái gì hả? Mới nằm xuống cái nổ rồi giờ lạ phải không? À. Kệ. Cho các bạn coi cho đã nha, không lúc nó chìm kệ đó. Hết rồi á. Cái gì vậy? Rùa phi nó giật. Cái gì? Sắp mời đó được rồi. Cá gì nha, không biết cá gì nha các bạn. Không thấy được luôn. Nó. Ghê. Nó. Vô con. Vô. Cá vô. Cá vô nghe. Dưỡng dưỡng dài, dưỡng dài, dưỡng dài, dưỡng dài. Này, này, đừng có được hoài luôn bạn. Rồi xe đây. Con thứ hai của nấy nha. Cầm con cá đàng hoàng nữa coi. Vậy cái tử mới cầm được con cá chứ không dậu. Để cho thấy chưa, thấy chưa? Trời ơi nó làm gì trời. Chưa. Cá vô nha. Vậy máu rồi, cá này chết sống thọ rồi. Cái con phân cuốn lên mà làm cái gì đâu mà. Thôi má với ta câu như miệng nè. Nó dính nó mất cái phép. Cái gì cởi cởi ta. Trời ơi. Lên đây lấy cái kèm nó bị này cho nó. Mất kìa. Thì nó đâm. Nó đâm nó dính bị. Lấy kèm đi coi nè. Lấy 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 nè. Trời ơi, cái bẻ sát vô nó cũng dính nè, đây nè, cái học dài nè, kéo ra đúng rồi, ngay tay nó. Rồi, được rồi, được rồi. Trông bấm vô. Đó. Hai con cỡ một phải không? Con kia bự hơn. Tính về mà dính keo. Tiếp không? Đi cầu tía. Thôi đi, ngồi tao đi 1 tiếng kia, để lại nó chim giòn luôn. Cái rùa biển này nha các bạn. Đó, coi cái rùa biển này nha. Rùa biển, rùa đồng. Đúng rồi, bữa nay không hỏi thôi ơi. Phía Nam. Rồi, xin chào các bạn nha. Doing a lot of weird.